Hello, Dũng Cầu 24, xin chào cả nhà. Hôm nay Sang để tiếp tục giới thiệu hàng mới cho anh em nha. Thì thật ra thì hàng mới đó là những cái sản phẩm của hãng Toyo. Toyo hiện tại là mình nhập với số lượng nhiều, giá rất là tốt. À, anh em nào có muốn thương mại thì xin liên hệ Dũng Cầu 24 để báo giá. Và đồng thời giới thiệu với anh em một cái dụng cụ cắt cỏ, gọi là liềm cắt cỏ. Thì đợt này bên mình nhập phải nói là cái mẫu này á, so với cái mẫu Nistaku hôm trước á thì nó lại chất lượng hơn anh em, chất lượng hơn nữa. Tức là cái ông này nè, cái ông này là ông tên là Haonen. Đây, website của ông ở đây. Cái này nó chắc phóng lên hơi bị khó. Cái này nó in ở đây phải nhìn tận mắt mới thấy được. Quay video nó không thấy à. Haonen.com. À, thì cái ông này là ổng có cái tuổi đời á, nói chung là cũng gần cả trăm năm à, gần cả trăm năm, mấy chục, nói chung là cũng 80-90 năm gì đó. Chuyên sản xuất liềm, các loại liềm, không phải là liềm kiểu này không, mà các loại liềm, liềm dài, liềm ngắn, liềm gì đủ thứ hết, dùng để cắt cỏ thu hoạch. Cái loại khoảng 1 tháng hơn nữa mình sang có về thêm một cái loại ngắn, để cái đó để chúng ta dùng để cắt chuối nè, thu hoạch các buồng chuối hay gì đó, hoặc là chúng ta thu hoạch những cái bắp cải. Bên Nhật thì nó là cái dụng cụ để mà thu hoạch bắp cải cắt ha, thì nó cũng gần giống như thế này, nhưng mà cái mẫu nó sẽ ngắn lại thế này để dùng để cắt, để thu hoạch. Còn đây là cái mẫu để chúng ta dùng để chúng ta cắt cỏ vân vân ha, cắt cỏ, cắt những cái cỏ, nhất là những cái cỏ mà thân gỗ á, cái cỏ thân gỗ. Bởi vì cái loại này nó giống như cái răng cưa, và nó là thép không rỉ nha, nó là thép không rỉ. Giống như răng cưa thì chúng ta cắt được những cái thân cỏ cứng cắt nó sẽ bám vô, nó cắt đứt. Thì cái mẫu này á, nó không có như lần trước là nó sẽ dập chữ Made in Japan ở đây, nhưng mà cái mẫu này nó lại xịn hơn. Xịn hơn cái chỗ nào? Nó độ bén lâu hơn. Tức là nó có độ, cái thép của nó là chuẩn chuẩn xịn luôn, bén lâu hơn. Và cái phần sóng lưỡi này nè, cái phần chỗ này nè, nó mài mỏng hơn nha, nó làm mỏng hơn. Tức là cái phần thân này thì nó giống nhau, nhưng mà cái phần ở phía dưới này, phần phần vác miệng lưỡi đó, nó lại mỏng hơn. Đây, phần dưới lưỡi nó vác mỏng hơn nha cả nhà. Cho nên là chúng ta cắt nó có cái cảm giác là nó bén hơn ha. Cán thì lúc nào là nó cũng sử dụng chung. Thường bên Nhật nó sẽ sử dụng những cái gỗ như là gỗ xoài ha, gỗ thông, gỗ xoài, gỗ thông là chủ yếu. Thì cái dạng này là xài phổ thông nhất nè, cắt rất là bén, thép không rỉ. Cái kích thước của nó, thì cái phần lưỡi này nè là chúng ta đo tới đây là nó là 17 cm ha, 17 cm. Còn mà đo theo cái chiều dài này đó thì nó được 35 cm, 35 cm đó. Giá của một cái chiếc này á, nếu mà so với cái hãng mà Nisaco hôm trước xin giới thiệu á, thì cái giá này mà giá bán lẻ ra là nó khoảng 280 mấy ngàn một cái, nó mắc hơn 280 mấy ngàn, nhưng mà do mình nhập được với số lượng lớn, số lượng nhiều ha, cho nên là giá nó sẽ phù hợp. Giá 250 ngàn một cái, 250 ngàn. Giá này là giá chưa có phí vận chuyển. Nếu như trong cái video này ngày hôm nay mà anh em mua từ 2 chiếc trở lên, 2 chiếc mình sử dụng, nhiều khi mình cho người này người kia, hoặc là mình có nhiều người, cái vườn của mình nó lớn quá, thì mua 2 cái sẽ được giảm 10% nữa ha, 2 cái sẽ giảm 10%. Đó, cứ mỗi 2 cái là giảm 10%. Ví dụ như 2 cái, rồi thêm mua thêm 2 cái nữa là giảm thêm được 10% nữa ha. Cứ mỗi 2 cái là giảm 10%, 250 ngàn, 2 cái là 500, như vậy là giảm được 50 ngàn. Cứ một cặp là 450, nếu mà mua một cặp nha là 450 ngàn, và giá này là giá chưa có phí vận chuyển. Tiếp tục á là Sang giới thiệu lại kéo. Đợt này Sang về nó tới 60 cây, 60 cây là gọi là số lượng, nó chỉ là mới có khởi đầu thôi đó. Họ yêu cầu là mình phải tới 300 chiếc cho mỗi mỗi mã hàng. 300 chiếc, số lượng rất là nhiều. Và mình ở đây, mình sẵn đây thì anh em nào có nhu cầu
Thương mại thì vui lòng liên hệ dụng cụ 24 số line ngay màn hình để mà có cái báo giá giá sỉ. Ở đây nó sẽ có hai mẫu, đó là mẫu tay trái và mẫu tay phải. Đây, mẫu tay trái và mẫu tay phải nè ha. Để sẵn bật đèn lên cho nó rõ tí. Đó. Thì đợt này á, đợt này bên hãng nó đã khắc cái xuất xứ rõ ràng ha. Mình bên mình cũng có giấy chứng nhận xuất xứ gọi là CO á. Đây. Sang, bấm đây ha. Được khắc ở đây thương hiệu của hãng Onotetsu, rất là bén. Thì cái mẫu này nếu mà mọi người hỏi bây giờ so sánh với Okasone là cái màu màu trắng đỏ, còn này là màu đỏ vàng. Màu đỏ vàng này anh em gặp hàng bãi cũng nhiều lắm, hàng bãi gặp cũng nhiều lắm. Đó. Thì cái sản phẩm này nói chung là so với nó là dường như là tương đương ha, tương đương. Do bên mình là được nhập từ nhà máy trực tiếp, từ nhà máy luôn, được làm việc trực tiếp với nhà máy, cho nên là giá nó sẽ tốt hơn so với cái cây Okasone. Okasone là nó cái dạng của nó là nếu mà nhập á, là mình nhập qua nhiều trung gian ha, tức là nhiều trung gian mới đến tới dụng cụ 24, tức là bên công ty bên kia bên Nhật phải không, nó sẽ nhập từ một cái công ty khác nữa, rồi từ công ty đó nó mới nhập qua cho bên mình. Dĩ nhiên mỗi khúc thì nó sẽ ăn một miếng, rồi nó sẽ có cái lợi nhuận trong đó cho mỗi người một chút, rồi và về tới mình nữa là thuế má đồ các kiểu, và không có được hưởng ưu đãi thuế. Một cái chiếc kéo, nếu mà kéo cái cành này mà nếu nhập về không được hưởng ưu đãi thuế là nó tới 30%, tới 30%, còn thuế mà ưu đãi cho doanh nghiệp là khoảng 20%. Còn nếu mà sang nhập trực tiếp từ nhà máy, sang có được cái chứng nhận xuất xứ, được hải quan công nhận thì nó lại là giảm rất là nhiều. Tức là mình chỉ đóng thuế nhập khẩu nó chỉ có 2,5% thôi. Anh em biết cái kéo này giá nó rất là tốt. Cho nên là cái giá mình làm ở đây là anh em nghĩ là 715.000 với cái kéo Okasone nó 900 mấy. Vậy là cái kéo này nó dở không? Không phải nha, không phải. Mà là do mình cái đầu vào của mình nó tốt. Đầu vào mình được hưởng nhiều cái thuế, được nhập trực tiếp từ nhà máy, giá nó tốt. Đó. Rồi mình đi nhập khẩu từ đường biển rồi nó các kiểu ha. Cho nên là giá của nó là mình làm đây là chỉ có 715.000 một chiếc thôi. 715.000 một chiếc ha. Đó. Rồi, cái kéo này nó được làm từ thép gọi là nó gọi là cái thép kiếm Nhật đó. Gọi là thép kiếm Nhật đó. Cái thép đó là ngày xưa là họ làm kiếm Nhật. Chứ bây giờ thì kiếm Nhật nó đâu có sử dụng nhiều đâu, nó chỉ chủ yếu là trưng bày thôi. Ngày xưa là những cái loại thép đó là làm kiếm Nhật, thì bây giờ là những cái loại thép đó nó sẽ sử dụng cho cái việc là làm dao làm kéo ha, làm dao làm kéo. Thì cái mẫu này nè là cái phần lưỡi này nó được rèn nhiệt hết trơn luôn, tức là nó dập ha và nó luyện nhiệt hết, cho nên là chúng ta xài chúng ta mài đến khi nào mà mài hết được thì thôi. Tức là mài sử dụng, cứ nếu mà nó lục đem đi mài sử dụng nào mà mài hết được thì sử dụng hết được ha, còn mài được là sử dụng được. Còn cái chiếc kéo mà nếu mà giá mà nó rẻ phổ thông á, anh em thấy nó cắt ban đầu thì kéo nào nó cũng bén hết, tại bởi vì đơn giản là một cái miếng kim loại chúng ta mài với cái góc như thế này, mỏng như thế này, dĩ nhiên là sẽ bén, nhưng mà nó lại bị nhăm. Tức là chúng ta cắt 100 lần đi thì bắt đầu cái chỗ nó sẽ nhíu, bởi vì cái chỗ đó nó không có cứng. Nếu mà cái loại thép dởm thì nó sẽ không cứng đó, thì nó sẽ bị nhăm. Mà chúng ta mài thêm một lần, mài hai lần nữa là nó càng nhăm thêm, bởi vì á nó không được rèn nhiệt hết mà nó chỉ có phần lưỡi kéo thôi, cho nên là nó sẽ mau hư đó. Đối với những cái chiếc kéo này, anh em có thể cắt được những cái sợi nhôm uốn của cây kiển đó, anh em cắt vô tư được luôn, là anh em biết cái độ cứng của nó. Còn nếu mà chúng ta mua kéo với giá rẻ, hình hài kiểu dáng thì nó nhìn giống, hình hài kiểu dáng thì nhìn nó giống nhau hết, nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta cắt một cái là nó mẻ liền, nó nhâm luôn. Còn đối với những chiếc kéo này, cái thép nó tốt, nó cắt sẽ cái độ bền nó sẽ bền hơn. Đó. Ở đây là bọc bằng nhựa, và cái thân kéo này nó làm bằng là cũng là thép
ít cái năm thép dùng để làm dao kéo luôn, cho nên là cái thân nó sẽ cứng đó. Và cái kích thước này là 200mm nha cả nhà, 200mm đây. Rất là đẹp. À, Sang đã đặt rồi, có một anh hôm rồi gọi điện, tức là anh đã biết cái kéo này rồi, anh biết rồi, tức là đã có sử dụng rồi, đã có sử dụng hàng bãi hay gì đó, thì có gọi hỏi là chừng nào cái kéo cán nhôm của cái mẫu này mà thép nhiều lớp về, thì bên mình đã cũng đã đặt rồi, chỉ có giờ là chỉ có là chuyển khoản là hàng về thôi, chứ đã đặt rồi hả, đã đặt rồi. À, thì cái mẫu kéo kia nó sẽ đắt tiền hơn gấp đôi cái cây này, gấp đôi, nó sẽ là thép nhiều lớp, rồi là Damascus ha. Thật ra là Damascus, cái Damascus là nó chính xác của nó là hiện tại là một số cái rồi là nếu mà đúng chuẩn Damascus luôn thì nó rất là đắt tiền, và dường như là không có nhiều nhà máy làm được cái vấn đề Damascus. Người ta chỉ gọi là thép nhiều lớp, thép nhiều lớp nó giống Damascus, giống Damascus thôi ha. Chứ mà nếu mà chuẩn, đúng chuẩn Damascus thì rất là cực kỳ đắt tiền luôn ha. Thì sắp tới thì Sang sẽ giới thiệu cái mẫu là nhiều thép nhiều lớp à, rồi là Damascus đó, thép nhiều lớp. Còn đây là thép gọi là thép XK5 mà thép luyện kiếm á ha. Thì cái mẫu này là chúng ta sử dụng trong nhà vườn, chúng ta thu hoạch, chúng ta làm vườn là rất là chuẩn rồi, và chúng ta tặng bạn bè nó cũng khá là chuẩn. Giá thành nó cũng tốt. Rồi, thêm một cái nữa ở cái mẫu kéo này, đây là cái ưu điểm chứ không phải là nhược điểm. Chúng ta đã nhìn nhận hơi sai cái chỗ này, đó là ưu điểm. Đó là cái phần lưỡi kéo này nó mỏng nè, nó mỏng hơn một tí. Anh em sẽ thấy là những mẫu kéo mà nó không được tốt á, nó sẽ làm dày. Nhưng mà đó, đây là cái ưu điểm. Anh em có thể lên trên website của hãng Onotetsu này luôn, và chúng ta sẽ đọc thấy được rằng là những cái ưu điểm người ta sẽ nói ra. Ưu điểm là đó là cái này nó làm mỏng lại để cắt nó giảm bớt ma sát, cho cảm giác nó cắt nó nhẹ hơn. Nên cứ tưởng là một cái khi mà chúng ta cái cây chúng ta cắt xuống thì thay vì một khúc bự, một cái miếng dày bự thì cắt xuống nó sẽ cảm giác nó sẽ nặng nề hơn. Còn một cái mỏng như thế này chúng ta cắt nhẹ hơn, giống như cái dao mà chúng ta thái rau củ quả, thay vì chúng ta lấy một cái dao chặt thịt, chúng ta thái rau củ quả nhìn cảm giác nó rất là nặng nề ha, nhưng mà chúng ta lấy một cái dao thái mỏng, chúng ta thái nó lại nhẹ nhàng hơn. Thì ở đây nó cũng như vậy ha. Rồi, thì giá của nó là 715.000 một chiếc như thế này, 715.000 một chiếc đó. Và giá này là giá chưa có phí vận chuyển nha, chưa phí ship, chưa phí vận chuyển. Thì hôm nay á, nếu mà anh em mua thì đơn hàng này lần đầu tiên về á, đợt này thì Sang sẽ miễn phí vận chuyển cho cả nhà, miễn phí vận chuyển ha. Chốt đơn là miễn phí vận chuyển, không cần chuyển khoản hay gì hết, cứ chốt là chuyển miễn phí vận chuyển. Còn đây là mẫu tay trái, mẫu tay trái thì nó sẽ mắc hơn một tí xíu, bởi vì ít nhất là cái người tay trái thì nó số lượng người sử dụng tay trái thì rất là ít, và họ sản xuất cũng ít hơn với mà gọi là cái cách mài tay trái thì nó sẽ khó hơn, nó không thuận tiện hơn bằng cái mài tay phải. Đó, cái tay trái thì tay trái nó sẽ là màu xanh đỏ, nó phân biệt ra màu xanh đỏ, còn tay phải nó sẽ là màu đỏ vàng. Đó, ha. Thì màu tay trái nó sẽ đắt tiền hơn. Tay trái thì giá của nó là xem báo tay trái luôn, như là nó 770.000 ha. Mã đặt hàng anh em cứ nhắn cái kéo này là ON013 là 770, còn cái này là ON014 là 715.000, và tất cả đều được reship khi chúng ta mua hàng ha. Thì về đây, bởi vì đây là cái sản phẩm chiếc này mới về đó. Reship rồi, thêm cái nữa nè, đến reship rồi. Nếu anh em mua từ hai sản phẩm trong video ngày hôm nay, tức là mua một cái kéo hoặc một cái thùng hoặc là cái gì ở trong cái video này, thì chúng ta đều được giảm 10% trên cái hóa đơn cho hai món trở lên ha, hai món trở lên nha, giảm 10% đó. Ok rồi, bây giờ kéo xong rồi bỏ một bên. Có một cái mẫu cưa, mẫu lưỡi cắt cỏ, máy cắt cỏ, thì đây là cái mẫu thôi,
Sang muốn giới thiệu trước để biết là Dung Cơ 4 sẽ có bán lưỡi máy cắt cỏ nữa. Có bán lưỡi máy cắt cỏ nữa. Đây là cái mẫu mà bên hãng nó giới thiệu cho mình, nhưng mà rất là tiếc một cái là yêu cầu với số lượng đặt rất là nhiều, mà ở Việt Nam mình thì máy lưỡi cái máy cắt cỏ là mình thấy là anh em thường là mua lưỡi cứ lưỡi nào cũng được, cứ đưa vô là cắt thôi chứ không cần thiết là xịn hay là cần chất lượng khỉ móc gì hết. Cho nên là lưỡi cắt cỏ là dường như mình thấy bán cũng hơi bị hiu lắm ha. Nhưng mà mình vẫn nhập về và giới thiệu cho anh em. Và cái này mình có bán, gọi là bán sỉ luôn, bán sỉ. Nhưng mà không phải là thương hiệu này, sắp tới là cái thương hiệu khác. Bởi vì cái thương hiệu kia thì nó cũng chất lượng nó cũng như vậy luôn, chất lượng là chuẩn nội địa Nhật, nhưng mà có cái là cái này cái hãng của Kinkiji, cái mẫu cái thương hiệu này Kinkiji, thì nó yêu cầu với số lượng khá là nhiều, cho nên bên mình không có khả năng để mà làm cái sản phẩm này, nó gửi mẫu thôi. Mẫu này thật ra gửi thì gửi chứ cũng tốn tiền mua thử, nhưng mà nó yêu cầu với cái số lượng khá là nhiều cho nên là không thể nhập. Mình có cái mẫu khác thì cũng đây giới thiệu luôn, đó là cái lưỡi máy cắt cỏ ha, hàng chuẩn nội địa Nhật, lưỡi máy cắt cỏ. Cái này là cốt, cái này là cốt phổ thông ha, cốt phổ thông là cốt 20mm á. Và cái từ đây tới đây là 305mm. Cái độ dày của cái lưỡi này là 1,6 ly. Sơn tĩnh điện màu xanh rất là đẹp ha. Thì cái mẫu này là sơn tĩnh điện màu xanh, là nó là cái mẫu mới luôn đó. Nó làm cái mẫu này là giới thiệu bên mình là đầu tiên mẫu mới luôn nè, mà yêu cầu số lượng rất là nhiều cho mình không có làm. Sắp tới mình cũng có một cái mẫu dày, nhưng mà cái thương hiệu của hãng Kansai, hôm qua sang giới thiệu cái cưa đó, hôm qua giới thiệu cái cưa thì cái mẫu đó là sẽ về nó giống y chang như cái này thôi, nó chỉ là cái màu đen và cũng là chuẩn nội địa Nhật, cũng là Made in Japan chuẩn nội địa Nhật luôn. Giá của một cái lưỡi như thế này là được bên Sang bán với giá là 198.000 ha, 198.000, giá bán lẻ 198.000. Giá này là giá chưa có phí vận chuyển nha cả nhà, 198.000. Hiện tại thì ở đây mình có hai cái đó. Hai cái, nếu anh em nào mua thì nếu mà mua luôn hai cái này thì mình sẽ giảm cho anh em 10% ha. Riêng hai cái này đó. Giảm 15% chứ, 15%, tại vì nếu mà mua một cái đụng cái chương trình kia nãy rồi. Hai cái này, nếu mua cặp này luôn thì giảm 15%. Cái này mình phải mua, phải trả bằng tiền chứ không phải ấy đâu, tại vì mình lấy mẫu thử á. Rồi đó là cái này ha, anh em cứ nhắn cái mã lưỡi cắt cỏ là được, lưỡi cắt cỏ nhanh tay thì còn ha. Mẫu rất là xịn sò, hàng chuẩn xịn luôn. Ở trên này là in và dưới này là dập đó, dập in luôn nè, hai chữ luôn, lưỡi máy cắt cỏ. Tiếp đến là hôm nay Sang giới thiệu với cả nhà bốn cái mẫu thùng của hãng Toyo. Thì đây là cái mẫu hôm trước cũng đã có giới thiệu của hãng Tesco rồi, mà chiếc này lại về của hãng Toyo. Đây, dập nổi Made in Japan rất là đẹp. Đó. Để Sang lấy thêm một hộp nữa để ví dụ cái này. Rồi, đang hộp nữa. Thì cái hộp này nó có cái bốn cái mà lỗ phiết vô thế nè, làm đẹp không? Bốn lỗ phiết này là chúng ta chồng lên. Đó. Thì đây nó có cái gục gờ như nè, chồng lên thì nó sẽ hạn chế mà sụp sạch đi ha, nó không bị trượt đi. Đó. Chúng ta để trên một cái bàn gì đó khoảng 4 đồng hộp gì đó, để dụng cụ, để các thứ này nọ ha. Thì cái này là T190, tức là cái phần chiều dài này là 190mm nè. Đó, 190. Và giờ sang đo cái kích thước ha. Kích thước ngang của cái hộp này là được là 10,5cm ha, 10,5. Và cái chiều dày lên là được là 54 ly ha, 54 ly. Và giá một chiếc như thế này, đợt này mình thông báo với cả nhà là một đợt này mình nhập với giá hơn lần trước, là nó rẻ hơn lần trước rất là nhiều nha. Để Sang báo nha. Đợt trước là giá của nó là coi đợt trước bao nhiêu. Đợt trước là 308.000. Đợt trước là 308, đợt này nó chỉ có 275.000 thôi, tức là nó giảm tới 10% nè, 275.000. Và đặc biệt chúng ta mua như thế này nè, nếu mà mua hai hộp thì mua hai sản phẩm thì giảm được 10% rồi phải không, mua 3 hộp
3 hộp nhỏ này nè, giảm 15%. Mua 4 hộp trong cái đơn hàng này ha, mua 4 hộp giảm 20% ha, 4 hộp giảm 20% nha, và tối đa là 20%. Tức là nếu như mua 5 hộp, 5 hộp là 5 hộp là 275.000, xem để tính máy tính nè. Vẫn giảm 20%. Ví dụ như 5 hộp nè, nhân 275 ha, là 1.375.000 phải không? Giảm 20% là chúng ta chỉ trả có 1.1 triệu cho tổng 5 hộp thôi. 5 hộp rất là dày. Hàng xịn ha. Hàng xịn, chuẩn xịn luôn. Đó. Make in Japan. Nó sẽ có một cái bao bì như thế này để vô. Lưu ý nha, mua 1 hộp không giảm, 2 hộp giảm 10%, 3 hộp giảm 15, 4 hộp giảm 20. 20 trên tổng hóa đơn luôn. 20 trên tổng hóa đơn của cái này nè. Cái này nè. Của cái hộp á. Tối đa 20%. Mua 6 hộp thì vẫn là giảm 20%. 7 hộp vẫn giảm 20% luôn. Giá rất là tốt luôn cả nhà. Nếu mà anh em mua 4 hộp thì một cái hộp như vậy tính ra nó chỉ còn có 4 hộp phải không? Cái này giá của nó là 275 phải không? 275 mà giảm 20% thì chúng ta chỉ còn có 220.000 một hộp thôi. 220.000 một cái hộp như thế này. Đó. Hàng xịn sò luôn, đựng mũi khoan nè, đựng ốc vít các thứ nè. Đó, để trên bàn rất là đẹp. Dán thêm cái tem của hãng Toyo nữa nè. Toyo. Rất là đẹp. Rồi, mã đặt hàng là T190 nha. T190. Giá chưa có phí vận chuyển. Tiếp đến là cái mẫu thùng này nè. Mẫu thùng này hôm trước là bán rất là nhiều luôn cả nhà. Đây. Cái mẫu T320. Bởi vì nó gọn, chúng ta có thể đựng như là những cái dụng cụ dao kéo bonsai chẳng hạn, hoặc là những cái dụng cụ làm mà chúng ta lao động đó, kìm, tu vít rồi cái thứ bỏ trong này nè, chúng ta xách đi nha, xách đi gọn như thế này luôn, rất là gọn. Hoặc để trong nhà, ví dụ cần sử dụng gì chỉ cần đem ra đó. Chúng ta chỉ cần một cái để trong này một cái mỏ lết, một cái kìm, một cái hai cái cặp tu vít, rồi những cái linh tinh như là mũi khoan, một số cái lật vặt, thì một cái hộp như thế này là nó bỏ vô rất là vừa rồi, và nó sơn tĩnh điện rất là tốt. Như hôm qua Sơn đã giới thiệu với cả nhà đó là Toyo á, nó theo cái xu hướng là triết lý của họ là làm ra những cái sản phẩm hạn chế bị reset, những cái sản phẩm mà hạn chế reset thì nó sơn tĩnh điện cái này chúng ta xài nó sẽ bền hơn ha. Ví dụ nó theo thời gian thì nó có bị chày chóc, nhưng mà cái độ reset của nó sẽ rất là thấp. Cái này nó được làm bằng thép. Có những cái sản phẩm giá nó rẻ tiền bởi vì nó không phải là thép. Nó là tấm kẽm á, tấm kẽm nó khác với thép nha anh em. Tấm kẽm nó khác. Nó sẽ ma, nó mềm hơn và nó mau một rỉ hơn. Thì những cái loại này thì nó bền hơn. Ở đây nó sẽ in chữ Japan ngay trên móc khóa nè. Rồi dưới này nó dập chữ Made in Japan luôn. Ở trên này nó sẽ dán cái logo thương hiệu hãng Toyo, một cái thương hiệu lâu đời của Nhật, tiếng tâm gia công cho nhiều hãng về cái thùng sắt ha. Thì cái kích thước của cái thùng này là 320 là chiều dài, còn cái chiều ngang là được là 14 cm ha, chiều dày lên là được 85 ly, tức là 8.5 đó, 8.5 nha. Rồi cái bộ này, cái hộp này giá của nó, chiếc này nó cũng rẻ hơn lần trước, khá là ok luôn á. Đây Sang sẽ báo giá ngay liền cho anh em. T320 là giá của nó chỉ có 375.000 một hộp thôi. Chiến gọi là tới 420, tức là nó giảm hơn 10% luôn. Chiến gọi là tới 420 và chiếc này nó chỉ có 375.000. Và đặc biệt nữa là khi mà anh em mua hồi nãy đó, là mua hai sản phẩm là giảm 10% trên hóa đơn nữa rồi. Tức là chúng ta mua một cái hộp này, chúng ta mua một cái kéo, hoặc là chúng ta mua một cái liệm với một cái hộp, hoặc là mua một cái hộp nhỏ với một cái hộp lớn, là chúng ta được giảm 10% luôn trên một cái hóa đơn. Thì nếu mà giảm 10% á, là nó chỉ có 340 thôi. Mà lưu ý là mua hai sản phẩm cho lên nha, hai sản phẩm trong video này mới được giảm. Còn riêng lẻ với cái này nó 375.000, nó vẫn rẻ hơn cái đợt trước rất là nhiều. Rẻ hơn đợt trước rất là nhiều. Và đặc biệt nữa là khi mà chúng ta chuyển khoản thì chúng ta được reship.
Lưu ý là cái phí ship của những cái chiếc thùng này nó nhiều nha. Bởi vì khi mà đóng hàng á, không phải là sang đóng một cái hộp này không như thế này đâu, mà là phải một miếng lớp, một miếng xốp như thế này. Đây, một cái xốp dày như thế này, cặp ở đây, cặp ở trên này, cặp dưới này, cặp bên này, cặp bên này, và một cái thùng cạc tông bên ngoài nữa, thì là nó rất là dày, rất là dày. Và nó đo kích thước để nó tính ra khối lượng ký, thì phí ship nó khoảng, nếu mà cái thùng nhỏ như thế này, phí ship nó khoảng 40.000 trở lên đó. Cho nên là anh em cân nhắc, nếu mà chúng ta muốn được cái giá nó tốt hơn thì chúng ta có thể chuyển khoản, bên dụng cụ 24 sẽ re-ship. Bởi vì như thế này, khi mà anh em chuyển khoản thì bên dụng cụ 24 ship cho anh em, cái phí nó sẽ rất là thấp so với ship code. Ship code phí nó rất là cao ha. À, cho nên là nếu mà được chuyển khoản thì anh em cứ chuyển khoản ha, yên tâm, bên mình là bên mình bán với cái cũng đã, anh em xem cũng nhiều rồi, cũng đã 2 năm rồi, hơn 2 năm trên YouTube rồi đó. Và mình cũng, anh em cũng nhiều người biết đến chỗ mình, cũng đến nơi từ Sài Gòn, từ những cái tỉnh như Cà Mau à, rồi Vĩnh Long các thứ, ngay cả những anh em ở Hà Nội cũng có dịp cũng ghé đây rồi. Rồi, mã đặt hàng là T320 ha. Tiếp tục là cái mẫu là T320 rồi, thì chúng ta sẽ có cái mẫu bự kinh luôn. Để sang để qua đây trước đi ta. T320 thì chúng ta có cái mẫu này, là cái mẫu này đựng nhiều hơn rất là nhiều. Ở chúng ta có nhiều đồ nghề thì chúng ta mua cái bộ, cái hộp này, cái thùng này. Thùng này là Y530. À, Y530 thì nó khác nhau ở cái T chỗ nào? Đó là cái vòm ở trên nó sẽ bự. Đây. Nè. Và cái chiều cao này nó cao hơn, để chúng ta chứa được rất là nhiều đồ. Một cái thùng này chứ anh em thấy gì chứ, rất là nhiều đồ, chứa đựng rất là nhiều đồ. Đây, dập nổi chứ, making Japan ở trên này luôn ha. Bên này nó sẽ có cái con tem của hãng Toyo. Thùng này rất là dày. Chúng ta đi bãi chúng ta xăng cực quá ha. Thì hôm nay anh em mua cái thùng này, nó mới luôn. Nó mới thì xài nó lâu hơn nữa. Thơm quá trời mùa xuân. Dập rất đẹp. Em tại sao nó nhập cái sống lưng này biết không? Nó dập thay vì nếu mà nó phẳng luôn á thì cái này nó dễ quằn xuống nè. Chúng ta để đồ nặng á nó quằn xuống. Cho nên là thường là những cái thùng đồ nghề mà nó bự như thế này, nó sẽ dập một cái dấu cộng như thế này để gia cường cái cường lực á. Để chúng ta để đồ nặng xuống, nó cái này nó cứng nè, nó không có bị thụng xuống. Không? Sơn tĩnh điện rất đẹp, độ dày rất là dày luôn. Để đo cái độ dày của nó, cho nó bao nhiêu. Mới vừa đo xong cái thành ở đây là nó dày 1,7 ly. À, 1,7 ly. À, nó độ dày nó phải nói là à, nếu mà dày quá thì nó nặng nè, mà mỏng quá thì nó lại yếu. Độ dày nó vừa phải luôn. À, và cái chiều dài của nó là 530 mm. Còn cái chiều chiều ngang ha. Cái chiều ngang của nó là được là 21 cm. Cái chiều cao lên, cái chiều cao lên là được là, chiều cao này chứa nhiều đồ nè, được 18 cm. Đó. Cái thùng của hãng Toyo, hai cái khóa hai bên nó làm rất là dày, chắc chắn nữa. Đó. Đựng rất là nhiều đồ. Hôm nay anh em cầm bên ngoài thấy gì chứ, chứa rất nhiều đồ. Đẹp. Cái này mua là sử dụng rồi, không biết bao giờ mới mua lại một cái thùng như thế này nữa. À. Và giá của cái thùng này, mã đặt hàng là Y530. Y530 giá của sản phẩm là 1 triệu. Nói chung nó cũng là 1.150.000. 1.150.000. Đó. 1.150.000 ha, 1.150.000. Và giá này là giá chưa có phí vận chuyển. Thì anh em mua một cái thùng này với cái hộp này là anh em thấy được giảm 10% nè. À, quên nói nữa. Cái này nó hay cái chỗ này nè. Tức là cái hộp này nó làm, tại sao nó làm kích thước như thế này? Nó cũng có ý đồ của nó hết. Cái hộp này nè, để vô đây nè, ngang này vô nè. Thấy chưa? Đó. Và để hai hộp lên luôn, hai hộp lên vừa luôn cái chỗ này luôn. Ghê chứ. Thấy chưa?
Tức là họ cũng có tính toán trước cái kích thước để ngang như thế này và để lên như thế này, để mà cho nên là nó sinh ra cái hộp này là để vừa với cái này luôn, thấy không? Đó, nếu mà anh em mua một cái hộp này, cái hộp đó thì được giảm 10% trên tổng hóa đơn rồi. Rất là nhiều, giảm rất là nhiều. Nếu mà cái này mà mua thêm một cái hộp nhỏ nữa giảm 10% thì chúng ta mua cái hộp này chỉ có giá, nó tính ra là nó chỉ có chưa được nó chỉ có khoảng hơn triệu tí xíu thôi ha, hơn triệu tí xíu thôi, giảm tới 150.000 nè, giá rất là tốt rồi, bảo đảm với cái nhà không có giá nào nó tốt hơn ở đây đâu, bởi vì mình bán với mình nhập với số lượng nhiều quá. Đằng này mình nhập tới tính ra là 600 mấy chục cái ha. Thì anh em đặt hàng thì vui lòng gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin một số Zalo ngay để góc ngay màn hình luôn đó ha. Giá này là giá chưa có phí vận chuyển nha, chuyển khoản là được reship luôn đó nha cả nhà, chuyển khoản được reship luôn, reship toàn quốc. Mã đặt hàng của cái bình hộp này là Y530 ha. Một cái hộp nhựa nữa, còn một cái hộp nhựa của hãng Toyo luôn đây, 395. Hộp này khá là dày so với cái hộp hôm trước rồi, về Stay thì nó mỏng hơn, hộp này nó dày. Hộp này nó dày, nếu mà tính ra nó giống như cái hộp của hãng Rinta, mà thậm chí nó có thể là dày hơn nữa, nó ngầu hơn nữa. Đây. Nó làm cái trên này nè, nó gia cố trên này, cái lực cái trong này nè rất là dày. Cái nắp trên này nó rất là dày. Đó. Mọi thứ. Ha. Đây là thùng nhựa. Thùng nhựa ha cả nhà. Đó. Cái loại này thì là cái loại mà chúng ta cầm nó dễ nhất nè, phổ biến nhất. Đó. Gọn nhất. Cái này nó gia cố rất là dày, so với cái mà Stay bảo hỏng thì cái này nó dày hơn. Đó. Và trên này nó in của hãng Toyo nè. Ở dưới này thì dán tem. À. Và ở dưới này nó sẽ dập là Made in Japan luôn. Đây. Made in Japan luôn nè, dập nổi Made in Japan luôn. Đó, nhựa PP. Rồi, kích thước thì 395 tức là cái chiều ngang này nè, chiều dài này là 395. Còn cái chiều này ha, chiều ngang này nè là được là 18,5. Đó. Còn cái chiều cao lên thì nó được là 15 cm. Đó. Và giá của cái thùng này mã đặt hàng là TFB 395. Giá của cái thùng là 525.000. Lưu ý là 525 là giá mua một cái hộp thôi. Còn nếu mà chúng ta mua một cái hộp nhỏ kia nữa, với một cái hộp này nữa thì chúng ta được giảm 10% rồi. TFB 395 525.000 ha. Và giá này giá chưa có phí vận chuyển. Cái khóa của nó làm rất là dày. Đảm bảo là độ bền tốt. Cái này á, cái phen này nè nó đi sâu vô phía bên trong nè. Cái này nó ốp lại đây nữa là nó chống nước rất là tốt, tức là nước nó không thể nào lọt vô đây được. Chúng ta sử dụng rất là nhiều công việc, đi câu cá, đựng đồ nghề, đi làm. TFB 395 mã đặt hàng, chuyển khoản được reship. Rồi, cuối cùng là một cái đến nhưng mà cuối cùng đó, cuối cùng là cái này, đó là một cái mỏ lết của hãng Super Tool, 375 ly. Thì cái dòng này nó dòng 375 là dòng cũng là lớn á. Một hộp như này nó sẽ có 2 cây. Giới thiệu luôn để cả nhà biết, tức là nó sẽ có size 150, size 200, 250, 300 và cái này là 375. Nó còn cái size 450 nữa. Mình giới thiệu đây là size 375 ly nè. 375 ly nha. Của hãng Super Tool. 375 thì cái chiều dài của nó là 375. Chuẩn zip ha. Và nó mở tối đa đây. Thì những cái sản phẩm như thế này mình đang giới thiệu đây là cái mẫu này nè, là dùng để làm việc. Nếu mà anh em sưu tầm thì cái mẫu của Super Tool là không phải là cái mẫu để mà sưu tầm. Nó cũng là chuẩn zip luôn, nhưng mà cái độ hoàn thiện và độ đẹp như những cái mẫu thương hiệu khác thì nó không bằng. Ở đây là mở được tối đa là 47 ly.
những thương hiệu khác thì nó sẽ không có bằng về cái độ hoàn thiện ha. Nhưng mà nếu mà tính ra để làm việc thì cái giá thành này rất là tốt, so với độ hoàn thiện so với những cái thương hiệu có tiếng tăm của Nhật thôi ha, như là Top, như là Lotte, như là những cái hãng Nhật khác. Nhưng mà cái này thì nếu mà tính ra độ hoàn thiện so với hàng Đài Loan, Trung Quốc thì nó đẹp hơn đó, và chuẩn là chuẩn zip luôn nè ha, chuẩn zip 35. Rồi thì giá của một cái cây này, mã đặt hàng của nó là MA375. Thật ra thì mình thấy cái mọi những cái mẫu nó đắt tiền á, thì nói chung là anh em cũng rất là thích đó, nhưng mà số lượng bán nó ít hơn so với những cái mẫu mà sang nhập cái này để làm việc á, thì là người ta mua nhiều hơn. Giá của nó là 980 đó. Một cây 375 rất là đẹp luôn ha. Làm việc mà sắm cái cây này là ngon hơn thay vì chúng ta mua hàng giá rẻ. 980.000 là nó giá nó cũng khá là cạnh tranh. Thay vì chúng ta phải mua một cái cây, nếu mà một cái thương hiệu như Lotte chẳng hạn thì nó tới 375, mình nghĩ chắc nó cũng khoảng 1.500.000, 1.600.000 gì trở lên. 1.600.000 trở lên à. Này nó chỉ có 980 thôi ha. Giá một cây, mã đặt hàng là MA375. Thì khi giao hàng thì mình sẽ bóc cái này ra rồi, bởi vì một hộp nó tới hai cây nè, thì một có thể là có người sẽ nhận một có... giá của nó là 400 giá của nó là 740.000 740.000 VK42N mã đặt hàng. Và khi mà anh em mua từ hai cái trở lên, là tức là hai món trở lên, món này với kia là giảm 10% trên tổng hóa đơn ha, trong áp dụng trong hết tuần này, hết tuần này là sắp hết tuần rồi, ngày mai ngày mốt ngày kia là hết tuần rồi. Máy là hàng VK42N nha cả nhà, và giá là giá chưa có phí vận chuyển. Dụng cụ 24 vừa giới thiệu với anh em một số sản phẩm của Toyo, của MCC, của hãng Honan, của Onotetsu, của Supertool. Anh em đặt hàng thì xin gọi điện trực tiếp và đừng quên là bấm đăng ký để theo dõi kênh. Chúc anh em một ngày làm việc thật nhiều niềm vui. Xin chào cả nhà.